Đồ nè, thay đi. Xin lỗi Thắng nha, nãy giờ lo nói chuyện quá, quên đưa đồ cho Thắng. Không sao. Nè, tự nhiên cái thay đồ gì luôn. Ủa, sao vậy? Ngại à? Ngại gì? Đàn ông không à. Nè, ngày mai rảnh không? Sao? Phụ tôi mang bánh. Thì tôi với Ngân quyết định là cuối tháng này mở cửa hàng online để bán bánh ngọt với đồ Tây. Có gì ở lại với tôi đi. Rồi cái gì cuối tháng... Trời ơi trời, cảm ơn. Xin lỗi Hiền nha. Cái gì xin lỗi á? Buông tôi ra. Quên. Mặc đồ vô đi. Cảm ơn nha. Bất ngờ khi lần đầu thấy Hi nóng giận như vậy. Mà cách đó cũng hay ha. Không nghĩ vậy mà lại hư quá. Ý của tôi không phải như vậy. Cái mà tôi muốn nói á là sự phản bội làm con người ta đau đớn và tuyệt vọng đến nhường nào có thể khiến một người trở nên bi lụy và thảm thương. Bất ngờ ha. Đang nhớ chuyện cũ hả? Cũng không có gì, chỉ là lâu lâu nhớ lại cho đời bớt vui. Tại sao lại nhớ về những chuyện buồn nhờ? Nhớ về những chuyện vui đi. Giống như Thắng nè, lúc nào cũng luôn luôn nghĩ tới một người, mà khi nghĩ tới Thắng lại thấy vui. Ai chứ? Có những kỷ niệm thời thơ ấu chỉ muốn giữ trong lòng. Búng. Dính gì kìa. Alo, anh Hai nghe nè. Biết rồi, anh Hai về liền. Về thôi. Nè, để ở ngoài trước. Ủa Hi, nhẹ nhàng chiếm lấy vị trí quan trọng và quý giá hơn cả bản thân. Chỉ cần ta mãi mãi bên nhau không xa. Làm cái gì vậy? Đưa ra coi. Không. Nè, buông ra đi. Ủa sao đó? Sao lại khóa máy? Thì hồi nãy video call đó, thấy mấy người hoảng hốt quá nên tôi tắt máy. Lần sau cũng được khóa máy nghe chưa? Thắng sẽ giải thích, rồi Hiền muốn tính sao cũng được. Biết rồi. Tắt máy nha. Ông hoài à. Buông ra đi. Kỳ quá. Sáng giờ bán được không? Thắng diễn đủ chưa?
lỗi cho Nhi vậy? Đủ rồi. Thôi đi. Làm gì mà cứ lao lao ủi ủi với người ta vậy? Tại vì Thắng nhớ thì muộn rồi. Không sợ mẹ biết hay sao? Khùng quá. Đợi mẹ ngủ rồi Thắng nó qua chứ trời. Sống chung một nhà, có phải cách xa một tỉnh đâu, làm cái gì vậy? Mẹ bắt Thắng về quê. Rồi kêu Thắng cưới vợ. Khi nào? Thắng không muốn điều đó xảy ra tí nào. Thắng chỉ muốn ở bên Huy mãi mãi. Em yên tâm đi, tất cả mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Anh hứa mà. Nhờ anh á mà em hiểu thêm về con. Phải thưởng cho anh cái gì đi chứ. Thôi, đi ngủ. Đi vô anh. Trộn, anh làm gì vậy? Ta không phải là trộn nhà ngươi, mà ta là con sói thích ăn thịt tươi. Trộn, anh buông ra coi, anh làm cái gì vậy? Em chưa tha lỗi cho anh nữa đó. Chưa tha lỗi hả? Vậy thì ta sẽ cắn nhà ngươi một cái. Trộn, trộn, anh buông em ra coi. Ta sẽ cắn nhà ngươi một cái thiệt là bự. Trộn, anh làm cái gì vậy? Trộn, nhột, nhột, trộn, buông em ra coi. Sao vậy em? Đủ rồi. Em yên tâm đi, anh chốt cửa ban công rồi, không ai thấy đâu. Liệu như vậy có ổn không anh?
Nếu như mà không ổn á thì em lấy gì em xài 10 năm qua? Không phải như vậy. Ý em á là cái việc vừa xảy ra kìa. Thì cả gia đình ta nè, lại sống chung một nhà. Má thì được gần gũi Tina, còn em thì đụng mặt má chồng mỗi ngày. Không biết vậy có ổn không nữa. Chắc chắn là sẽ ổn. Anh luôn ở bên cạnh em. Anh sẽ giải quyết tất cả mọi chuyện làm em phiền lòng. Anh hứa. Nhưng mà em còn chuyện muốn hỏi. Chuyện gì nữa? Anh khóa cửa rồi sao hai đứa mình vô? Hả? Chút nữa đi. Thôi dậy đi. Anh nào mà nằm tới đó là trễ giờ vậy đó. Dậy. Thôi mà ngủ thêm chút. Thôi mẹ đi. Không có liền. Bắn liền. Thôi lẽ là dậy đi. Ngày nào mà anh cũng liền hết trơn á. Em nói là không ngoan nào. Ngoan cái gì mà ngủ dậy đi. Đừng có nhõng nhẽo đó được không? Anh nhây ghê á. Sáng nào cũng liền hết trơn á. Thêm một cái nữa thôi nha. Không. 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 Em quay mệt lắm rồi. Ây da. Ôi da. Ây da. À. Anh liệu mà dậy đi. Em cho 5 phút nữa đó. Ủa chị Trồn, chị có thấy Tina ở đâu không? Tới giờ đi học rồi sao nó trốn nó mất tiêu rồi. Làm gì á? Ngồi xuống ăn sáng đi. Cục cưng chở Út Giang đi học rồi. Hả? Má Trồn chở Tina đi học? Má Trồn chứ phải má Miền đâu, phải ứng dữ vậy. Ủa rồi sách vở rồi đồng phục? Ba bi. Em yên tâm đi. Cục cưng nó dậy từ sáng sớm, nấu đồ ăn sáng nè, chuẩn bị tất cả cho Cục Vàng rồi. Cục cưng là bà nội thì chăm sóc cho Cục Vàng là điều đương nhiên, đúng không? Bây giờ ha, Cục Vàng có một người phụ nữ chăm sóc cũng tốt mà. Đây là cơ hội để em bình thường hóa mối quan hệ mẹ chồng của em, đúng không? Ừ, chị nói cũng đúng á. Chị nói là phải đúng thôi. Bây giờ Cục Vàng đã có Cục Cưng chăm sóc rồi, em rảnh rang làm gì? Chăm sóc chị đi. Hả? Ừ, bây giờ em rảnh rang á, em hùng vốn làm ăn với chị. Mình có tiền rồi mình sẽ chuộc nhà lại cho Cục Cưng. Không, cái này hết đúng rồi đó nha. Sao lúc nào cũng tỉnh táo vậy? Ừ. Trộn, ăn sáng đi anh. Thôi không ăn đâu, đau đầu quá. Đau đầu chứ có bị liệt đâu. Ăn đi anh. Cái gì? Em dám nói chuyện với anh như vậy hả? Ủa em ra. Buồn cái gì? Em á, phải đền bù những tổn thất mà em đã gây ra cho anh đi. Tôi chưa có chết. Kệ chị. Thôi đi làm nha. Em đi à? Chị mà là tác giả tiểu thuyết á, hai đứa vừa xuất hiện được hai câu thôi, chết liền. Còn nghe con sao chị? Được chạy phụ lục thôi. Vợ. Dạ. À. Thôi, em không ăn đâu, mập lắm. Vợ mà mập hả? Vợ nó ốm nhom mà. Thôi không sao đâu, ăn đi. Thôi vậy mà không mập cái gì, khủng quá. Nhiều lúc em cảm thấy mình có lỗi với Tina quá. Không biết cách dạy con của em có sai hay không đâu. Em cảm thấy em cứ thiếu thiếu cái gì đó, có một người làm bố. Hôm nay em sao vậy? Em cảm thấy Tina nó không có nhiều tình cảm với em. Có vẻ như là nó thân với bà nội hơn em. Trời ơi, em lại suy nghĩ nhiều rồi. Thì đồng ý là mẹ có hơi nuông chiều nó quá nên nó mới mè nheo thôi, chứ thực ra anh dám chắc chắn
Sau này Tina lớn lên nữa, nó sẽ biết em yêu thương nó nhường nào mà. Đợi cái ngày Tina nó hiểu chuyện còn lâu quá. Mà bây giờ khoảng cách của em càng ngày nó càng xa. Anh có nhớ cái ngày mà mình gặp Tina ở nhà tình thương không? Nhớ chứ. Trong khi những đứa trẻ khác nó cứ vui vẻ hòa đồng, thì có cô Tina của mình à, nó cứ ngồi thu lại một góc, mà đôi mắt nó cứ nhìn em chăm chăm. Nhìn ngoài vậy à, thì kể từ lúc đó em xác định Tina là con của tụi mình rồi. Thì bây giờ Tina cũng là con của tụi mình còn gì nữa. Sát này nhắc được nhìn lên kia rồi. Hả? Mấy cây bóng đèn nó y chang những ngôi sao băng luôn á. Mà mỗi lần có sao băng á thì người ta sẽ ướt. Nãy giờ con ướt quá trời luôn á. Tina ướt cái gì nè? Con ướt á là chắc bị mốt la làng đi. Rồi ngày nào cũng dẫn con ra ngoài đây chơi vậy nè. Ở đây với ba. Chắc đi làm gì ở sớm thú à. Bây giờ chỉ cần Tina ngoan ngoãn nè, biết nghe lời thì điều ước của Tina sẽ thành sự thật. Ngày nào cũng chả ngoan. Em thấy chưa, Tina vẫn rất thương em rồi. Đôi lúc thôi, chứ những ngày còn lại hả, thì liền như quỷ vậy đó. Thì đúng rồi, đâu phải ai cũng dễ thương hoài với em giống như anh đâu nè. Chắc nghĩ nói vậy là dễ thương lắm á. Cha con của anh á thì đều như nhau. Chồng ơi. Hả? Em. Ngày hôm nay mệt rã rời luôn á. Ủa? Sao vậy? Quay đây, anh bóp vai cho. Thì hôm nay nè, em đi làm con dâu thảo cho má chồng. Em chở má chồng đi chợ mua đồ ăn. Xong rồi mua ba cái ga gói niệm, ghé qua ngân hàng á, làm cái thẻ tín dụng cho má chồng nữa. Trời đất ơi, giỏi quá vậy. Rồi mẹ có nói gì không? Mẹ cũng không có nói gì hết á. Mẹ chỉ cười tủm tỉm thôi. Em đỡ mệt chưa? Cũng bớt được chút chút rồi đó. Mà sao bữa nay anh thấy em hơi lạ lạ? Đâu, em bình thường mà. Tại vì em muốn gia đình của mình êm ấm, anh chiều lòng má một xíu á, chẳng sao. Vợ của anh giỏi quá. Cảm ơn em. Khùng quá. Cảm ơn cái gì không biết nữa. Thì cảm ơn em vì đã đối xử tốt với mẹ, đối xử tốt với anh và với gia đình của mình. Cảm ơn thì bớt tiếp đi. Đây phải không? Em nhấc cái này nhiều nè. Trời, em rên gì kỳ quá vậy? Gì đâu kỳ, tại anh bóp đau chứ bộ. Anh bóp đau hả? Đau nè. Anh dám cắn em. Ai hơn ai? Hơn gì? Không có gì. Đi ngủ. Ủa? Là sao? Ê, em mới nói cái gì đó? Em có nói gì đâu, em quên rồi. Đi ngủ đi anh ơi. Em nói ai hơn ai? Hơn là hơn gì? Tự nhiên cái quân ngang người ta. Thôi đi ngủ nha. Không ngủ. Bây giờ em phải nói cho anh biết là hơn cái gì. Không, thôi đi ngủ, em không nói. Vậy tại sao mặt em đỏ lên? Nói gì? Không nói. Em nói xong rồi anh cho ngủ. Không, việc gì phải nói chứ. Em nghĩ vậy đúng không?
Đâu có. Mày sao mặt đỏ này vậy? Là anh nghĩ chứ không phải là em nghĩ. Dạ không nói. Không nói, không nói, không nói. Ủa, ai gọi vậy anh? Chắc là đồng nghiệp thôi. Sao không nghe máy đi? Lỡ có chuyện gì gấp rồi sao? Giờ cũng trễ rồi, hết giờ làm rồi. Anh nghĩ là không có chuyện gì quan trọng đâu. Em. Dạ. Ngày mai á, anh tính là anh sẽ chở gia đình mình đi ăn. Em thấy sao? Em thấy được hết. Ừ. Nghe máy đi anh. Người ta gọi nhiều vậy á, chắc có chuyện gì gấp đó. Alo. Alo, alo. Vũ đang ở đâu? Rồi 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 rồi. Cường qua liền. Chuyện gì vậy anh? Vũ đi làm về bị cướp ở gần công ty. Bây giờ anh phải chạy qua đó. Anh đi đi, đi nhanh lắm. Rồi, xíu anh về liền nha. Dạ. Sao hôm nay tự nhiên mày đắp mình ngủ sớm quá vậy? Tao mệt. Hồi nãy tụi bạn công an nó khen mày quá trời luôn á. Nó nói là mày mắt to, da đẹp, trắng còn hơn con gái nữa. Mà hình như là thấy tụi nó đang ganh tị với mày hay sao á. Đọc gì vậy? Trả đây. Ăn cơm đi. Tao để đồ ăn dưới bếp á. Nhớ hâm lại. Ừ. Sao á? Hôm nay tao mệt. Mày tự ăn cơm đi. Mày làm gì vậy? Cho tao coi đi. Coi gì? Cái đó đó. Cho coi đó. Đi. Buồn ra. Coi coi. Buồn coi cái gì? Cho coi đi. Đây là khung á. Bị khi nào đó? Bị té hay sao mà vết thương sâu dữ vậy? Bóp té trước kìa. Mày tưởng tao khùng hả? Bóp té mà có thương hoành tráng như luôn hả? Chị đưa bóp cho tao về bị té xe đúng không? Dạ. Yeah. Ngồi im. Cấm cãi. Đau lắm hả? Không. Nhưng mà xe tao để ngoài tiệm sửa rồi. Người ta đưa tao về. Ngày mai mày rảnh, mày ra mày coi sửa giùm tao được không? Ừ. Làm gì tao cũng làm hết á.
Ngày mai chịu nhà để tao lo. Tao nói thật đó. Tao quyết định rồi. Tao sẽ về quê với mày. Không dạy học nữa. Vậy thì càng tốt. Có anh em. Mà sao mày không ở đây làm mà lại về quê? Về quê dễ sống hơn. Đây lại có má tao nữa. Nhưng mà về quê thì tao với mày đâu có sống chung được nữa. Thì đúng rồi. Nhà ai nấy ở. Thuê nhà chi cho tốn tiền. Đi đâu? Để tao. Cái chân xì cà que vậy mà đi đâu? Toilet. Nhịn cho chết hả? Để tao. Mày làm gì vậy? Thì đưa mày vô toilet chứ làm gì. Nè, mày còn muốn thấy ánh mặt trời ngày mai không hả? Ngày mai để ngày mai tính. Bây giờ để tao tính. Bỏ tao ra coi. Bỏ tao ra. Bỏ tao ra. Nhất. Nếu những điều An nói là sự thật thì sao? Mày nói gì? Nếu tao nói tao thích mày thì sao? Mày trong đêm vắng hòa cùng điều nhạc sâu lắng cho hồn lưng lưng thôn thức con tim nhỏ bé mình cùng nhau chung bước em là người đi trước em sẽ khóc lối làm mất nhau rồi. Mày... Sao mày về đây chi vậy? Có việc. Việc gì mà về gấp dữ vậy? Việc quan trọng, cần làm. Giang ơi, mẹ có nấu đồ ăn tối, còn cơm Nhật ra ăn luôn nha con. Nghe cho kỹ nè bạn thân. Tao yêu mày. Thật. Có phải chuyện Hằng Tường đúng không? Tao nói rồi, tao với Hằng Tường không có gì hết trơn á. Không phải là chuyện của thằng Tường. Tao yêu mày là thật. Nhật nhận ra Vân mới là người quan trọng nhất.
Vân cũng yêu Nhật đúng không? Vậy là mọi chuyện tốt hết rồi. Ừ, ổn rồi. Sau cơn mưa, trời lại nắng. Sau vạt nắng, lại có Vân. Khùng. We'll be right back.